Không, hiện tại thì app trong quá trình làm việc rất là dễ đối với một người rất là tệ về công nghệ thông tin như em. Thì khi em lên trên app của BNL thì em thấy là rất là dễ sử dụng, mình có thể tự mày mò, mình lên mình nhìn, khi mà mình hiểu được những chữ trên đó mình lên mình nhìn nó rất là dễ. Thời gian đầu thì nó hơi bị chập chững một chút, nhưng mà khi có người hướng dẫn mình sử dụng app thì nó rất là dễ dàng để mình sử dụng. Môi trường làm việc thì nói chung là mình rất là thích, thợ trong tiệm thì rất là thân thiện, vui vẻ, mình không có bị áp lực. Còn vấn đề dọn dẹp thì mình làm xong mình chỉ khắt khe cái nhiệm vụ của mình thôi. Còn nếu mà dọn dẹp thì còn có người dọn dẹp, có quầy cũng phụ mình ngâm tay hoặc này kia vậy đó. Về vấn đề tiền bạc thì rất là minh bạch, rõ ràng là mình theo dõi trên cái phone của mình, cho nên mình biết được ngày hôm đó mình làm bao nhiêu, tiền tip từ bao nhiêu, rất là rõ ràng.